Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Câu chuyện nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Chương trình kỳ này có một số nội dung chính như sau: tình hình sạt lở tại huyện Tánh Linh; Hàm Thuận Bắc có 10.829 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; sản xuất lúa hè thu trong điều kiện giá vật tư nông nghiệp, phân bón tăng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tánh Linh. Cụ thể, tại khu vực giao giữa tuyến kênh chính Bắc và đê bao thoát lũ Đồng 41, cánh gà hai bên cống bị sạt lở đất, kéo theo sạt lở đê bao thoát lũ và đường giao thông nội đồng với chiều dài trên 15 mét. Tại vị trí cống cầu số 7, cánh gà hai bên cống cũng bị sạt lở đất, kéo theo sạt lở đê bao thoát lũ với chiều dài hơn 12 mét. Tại các vị trí này, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra và có khả năng mạnh hơn vào mùa mưa sắp tới. Nhất là khi lượng mưa lớn kéo dài, nước tràn qua đê bao sẽ gây ngập úng ruộng lúa của nhân dân. Liên quan đến tình hình mưa lớn tại huyện Tánh Linh trong những ngày qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện thống kê, tính đến thời điểm này, ước giá trị thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn là 2 tỷ đồng, trong đó bao gồm ngập, trôi giống trên 370 hecta lúa, tốc mái nhà, sạt lở đường giao thông nội đồng, đường giao thông nông thôn. Hiện địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ 10, giai đoạn 2017-2022. 5 năm qua, dù chịu nhiều tác động chung của biến đổi khí hậu, dịch Covid-19, nhưng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục lan rộng và phát triển. Hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã thi đua vượt khó, phát huy vai trò chủ thể năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,2% năm 2017 xuống còn 0,8% năm 2021. Toàn huyện có 10.829 hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 20 hộ đạt danh hiệu cấp trung ương, cấp tỉnh 466 hộ, cấp huyện 1.488 hộ và cấp xã là 8.855 hộ. Trong 5 năm tới, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục phấn đấu hàng năm có 80% hộ nông dân đăng ký và trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất vụ lúa hè thu năm nay, bà con nông dân ở huyện Tánh Linh nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung, gặp nhiều khó khăn khi giá vật tư nông nghiệp, phân bón và chi phí tăng cao. Nhưng bà con ở đây tích cực liên kết với các doanh nghiệp, áp dụng các giải pháp canh tác hiệu quả, bao tiêu đầu ra sản phẩm, nhằm hướng đến mục tiêu sản xuất vụ lúa này thắng lợi. Tánh Linh là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất tỉnh. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, huyện gieo trồng trên 11.500 hecta, hiện nay đã xuống giống được 6.500 hecta, đạt 60% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích lúa hè thu sớm đạt 20%, đang ở giai đoạn đồng trổ, số còn lại được khoảng 20 ngày tuổi. Sản xuất vụ lúa hè thu năm nay, điều khiến bà con nông dân lo lắng nhất là hầu hết giá các loại phân bón thiết yếu, phục vụ sản xuất lúa như phân đạm, ure, DAP, kali đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước. Giá nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 10 đến 30%, cá biệt một số mặt hàng đã tăng hơn 50%. Ngoài ra, giá thuê nhân công và nhiều loại máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng tăng đáng kể so với trước. Trong các vụ sản xuất thì cái vụ hè thu là nó không được thuận tiện, lý do là nằm trong cái mùa cao điểm của mưa bão. Năm nay thì tình hình thì mặc dù cái giá cả của là đầu vào nó có cao, đặc biệt là cái phân bón vô cơ, cộng với một số chi phí khác nó có tăng cao do cái tình hình biến động của cái chuỗi cung ứng chúng nó bị là bị cản trở. Tuy vậy, địa phương thì vẫn tiếp tục là sản xuất, tất cả các cái diện tích bà con nông dân đều sản xuất hết và cũng có hướng dẫn cho bà con. Thì trong điều kiện mà giá cả vật tư nó tăng cao như thế thì mình cố gắng là mình sử dụng những cái sản phẩm mà phân phân hữu cơ mà vi sinh, rồi trong đó là có những cái cơ sở sản xuất tại chỗ. Cộng theo là mình tận dụng tất cả các cái sản phẩm mà coi như là tận dụng các cái phân chuông phân đô vậy để mà hỗ trợ để giảm bớt cái chi phí đầu vào trong cái sản xuất phân vô cơ.
Trước khó khăn do giá vật tư nông nghiệp không ngừng tăng cao, bà con ngày càng quan tâm đến bài toán giảm chi phí sản xuất bằng các mô hình, giải pháp, kỹ thuật đồng bộ trong canh tác. Ông Hồ Quang Hùng ở khu phố Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh là một trong những người tiên phong trong việc chọn các giống sát nhọn để sản xuất lúa chất lượng cao. Ông Hùng là giám đốc hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp Lạc Tánh, nên việc đưa các loại giống mới về khảo nghiệm và nhân giống lúa xác nhận được quan tâm hàng đầu. Bởi giống lúa xác nhận được thuần chuẩn, phù hợp với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng ở địa phương. Hơn nữa, các giống xác nhận đảm bảo chất lượng, tỷ lệ nảy mầm đạt cao, dễ dàng cho việc chăm sóc, kháng sâu bệnh hại, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi ở giai đoạn đầu vụ và cho chất lượng sản phẩm cao. Nhờ những ưu thế này, hộ trồng có thể tiết giảm được chi phí sản xuất. Như lúc trước, bà con gieo 1 hectare với giống lúa thường từ 250 đến 300 kg. Nay gieo giống lúa xác nhận trên 1 hectare chỉ từ 125 đến 150 kg, giảm một nửa lượng giống mà tỷ lệ nảy mầm vẫn đảm bảo. Hơn nữa, việc giảm lượng giống đồng nghĩa với mật độ cây lúa không dày, tạo điều kiện cho bụi lúa dễ dàng phát triển, ít phát sinh sâu bệnh hại cũng như dễ dàng cho việc chăm sóc mà năng suất lúa sau này không thua kém so với xạ dày, tiết giảm chi phí đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tăng hiệu quả sản xuất cho hộ trồng. Tại địa phương là thường sản xuất là giống ST25, OM18 và OM5451, 4900. Nhưng mà coi như đối với bản thân hợp tác xã và nông dân là sau khi được tập đoàn Lộc Trời tư vấn thì chọn cái giống lúa là Lộc Trời 28, tại vì cái ưu điểm của Lộc Trời 28 là phẩm chất gạo tốt và nó cho cái giá thành cao hơn, nên nông dân và tư xã là chọn sản xuất cái giống Lộc Trời 28. Nông dân chọn cái giống Lộc Trời 28 tại vì giống Lộc Trời 28 là được tập đoàn Lộc Trời là bao tiêu là 6.500 trên một ký khi thu hoạch, nên nông dân là coi như cảm thấy là hơi có lợi nên người ta tham gia. Không những tiên phong trong việc lựa chọn giống lúa xác nhận chất lượng cao để sản xuất trong vụ hè thu năm nay, ông Hùng còn vận động các thành viên trong hợp tác xã chuyển hướng trồng các giống lúa đặc sản như ST24, ST25, mới đây nhất là giống Lộc Trời 28, đồng thời liên kết các doanh nghiệp sản xuất lúa theo hướng hữu cơ chất lượng cao, bao tiêu đầu ra sản phẩm. Mô hình liên kết 4 nhà giữa tập đoàn Lộc Trời với hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thị trấn Lạc Tánh ra đời cùng nông dân ở đây sản xuất lúa giống OM18 với diện tích 253 ha. Việc liên kết này, tập đoàn Lộc Trời cung ứng trước toàn bộ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân. Nông dân chỉ đầu tư công làm đất, chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật và dẫn nước tưới tiêu. Trong điều kiện giá vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, mô hình này giúp ích cho bà con sản xuất lúa rất nhiều, yên tâm tái sản xuất mùa vụ, nhất là không dao động tư tưởng bỏ ruộng đồng hay chuyển đổi ngành nghề. Qua thời gian liên kết sản xuất lúa giữa địa phương với doanh nghiệp, dù khó khăn đến mấy, nhưng nông dân vẫn gắn bó với ruộng đồng, tích cực áp dụng các giải pháp kiến thức mới trong canh tác lúa để đảm bảo năng suất chất lượng, đầu ra sản phẩm tốt, cùng có thu nhập để ổn định cuộc sống. Ngay cả trong năm qua gặp đại dịch COVID-19, đầu ra lúa gạo ở các nơi trong cả nước gặp khó khăn, nhưng sản phẩm gạo của bà con hợp tác xã ở đây vẫn tiêu thụ thuận lợi. Còn vụ lúa hè thu năm nay đang sản xuất, chưa thu hoạch, nhưng dự báo tín hiệu lạc quan về năng suất chất lượng và thu nhập cho bà con trồng lúa theo mô hình sản xuất hữu cơ liên kết các nhà với nhau. Đối với nông dân thì cái đầu vào quá cao nên người nông dân như sẵn phải bám đồng thôi. Tại vì nông dân thì chỉ có làm ruộng thôi, thì phải bám đồng. Dù rằng là coi như biết là không có lợi nhưng mà cũng vẫn sản xuất. Thì đối với phân hữu cơ thì so ra phân hữu cơ thì nó rẻ hơn phân vô cơ. Nên là nông dân là coi như vẫn giữ cái hữu cơ và có bổ sung thêm một số vô cơ để làm cái hướng gạo sạch. Tại vì hiện nay là coi như theo chủ trương của đảng nhà nước là coi như mỗi địa phương là có một sản phẩm OCOP. Nên đối với thị trấn Tánh là giao cho hợp tác xã phải làm sao có được cái sản phẩm là gạo sạch. Không chỉ có mô hình liên kết sản xuất lúa trên, mà ở huyện Tánh Linh còn xuất hiện nhiều mô hình khác như Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Gia An và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Huy Khiêm, Tánh Linh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long về sản xuất giống lúa xác nhận trên diện tích 47 ha, tạo sự ổn định trong sản xuất, tăng giá trị sản phẩm và bảo đảm thu nhập cho bà con xã viên và hợp tác xã.
mô hình tổ máy phục vụ nông nghiệp xã Bắc Ruộng với 22 thành viên, với 34 máy cày, máy gặt các loại, hoạt động sản xuất trên vùng đồng lớn xã Bắc Ruộng, bảo đảm gieo trồng mùa vụ kịp thời theo kế hoạch sản xuất của xã. Hội nông dân thị trấn Lạc Tánh phối hợp với tập đoàn Lộc Trời triển khai trình diễn cho nông dân mô hình xịt thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay. Sau khi phối hợp triển khai trình diễn và tuyên truyền, nông dân đã thấy được hiệu quả của mô hình là giá thành rẻ hơn công lao động, thời gian nhanh và đều hơn, không độc hại cho sức khỏe. Do vậy, hợp tác xã đã liên kết để sử dụng máy trong sản xuất nông nghiệp với quy mô trên 100 hectare. Ngoài cái việc khuyến cáo bà con là thực hiện cái gieo xạ thứ để giảm cái lượng giống, giảm cái các cái loại thuốc bảo vệ thực vật, rồi lách tránh cái thiên tai vào những cái vùng trũng mà ngập úng, thì cái việc mà tiêu thụ thì tất nhiên là trong điều kiện này là khi cái việc mà đầu vào thì tăng, mà đầu ra thì xuất khẩu nó bị ử lại, cho nên giá cả nó có tụt xuống, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân. Tuy nhiên thì một số là doanh nghiệp cũng có mua để mà gỡ gỡ cho bà con. Và mình nghĩ rằng thì tới đây thì trong điều kiện thế giới thì ta mất mùa, thì vậy giá cả lương thực khả năng sẽ lên. Như vậy cũng nhà nước cũng nên có chính sách mua lúa tạm trữ để giúp cho nông dân, để bà con có cái kinh phí để tái tạo cái vòng quay lại cái vụ tới. Hàng năm, trước khi bước vào đầu vụ sản xuất lúa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đều chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã, phối hợp các xã phường thị trấn, khuyến cáo nông dân trên địa bàn xuống giống tập trung, đồng loạt trên từng cánh đồng theo lịch khuyến cáo của địa phương, áp dụng các biện pháp sản xuất khoa học trên đồng ruộng để giảm chi phí và hạn chế phát sinh dịch hại gây hại lúa. Từ đó cũng góp phần giúp bà con hạn chế chi phí đầu vào và nâng giá trị đầu ra sản phẩm. Chương trình Câu chuyện nông nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.